Ngọc Ngọc, chủ nhân của câu nói siêu viral Hi, can I join? Từng có một khoảng thời gian áp lực khi bị cộng đồng mạng lấy ra làm content mà lúc ở set quay với mentor Hương Giang rất là vui. Nhưng mà xem ở trên chương trình thì không thấy Bảo Ngọc căng thẳng mà thấy kiểu rất là tự tin. Thế thì kể một vài cái giai đoạn mà Hi, can I join của em đi. Một cái đó là một cú bùng nổ của Bảo Ngọc ở trên The New Winter đúng không ạ? Thật ra là cái đấy là một chắc là cái đó cũng được trời thương á chị. Trời thương hả? Vâng. Chứ lúc mà tụi em nói cái câu đó, thật ra câu đó là do chị Hương Giang nghĩ ra. Chị Hương Giang bảo em nói. Xong rồi thì em cũng chỉ nói thôi, em cũng không nghĩ là nó sẽ viral. Thật ra là nó viral là do em đọc nghe nó buồn cười á. Nhưng mà em thấy em đâu đọc đâu có buồn cười đâu. Lại đúng đi. Mà Hi, can I join? đọc đúng mà đúng không? Chị đọc thì sẽ đọc như nào? Chị đọc theo em. Hi, can I join? Đúng rồi. Mình đều đọc thế mà đúng không? Nhưng mà mọi người lại bảo kiểu em đọc nghe mắc cười nên là nó mới viral. Nhưng mà em lúc đó em cảm thấy áp lực lắm. Vì thật ra là áp lực của dư luận luôn là một thứ gì đấy mà mỗi người đều cảm thấy sợ về cái điều đấy. Nhưng mà sau khi nhìn lại thì em lại cảm thấy là cũng đâu phải ai cũng sẽ có được những cái khoảnh khắc đó.